Dạ, hai mẹ con nè, xin kính chào quý ông bà cô chú cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Dạ, giờ là buổi sáng, hai mẹ con nè cũng đang đi ra xe để chạy ra quán nè. Nè Xin dòng bà cô chào chú. ông bà cô chú, con là 6 tuổi rồi nha. Ngày sao? Thưa ông bà cô chú, con đi đi thăm bà với Na nha. Dạ thì bữa nay á, Châu với cô Út với bé Na sẽ đi thăm ông xã Châu. Xin kính mời cả nhà cùng đi. Chín giờ cô kêu là 9 giờ đi. 8:50 hai mẹ cho con chạy ra ngoài. Tới quán rồi, Na nó đi vô trước rồi nè. Cô đâu? Dạ giờ rồi đi ông bà cô chú ơi, là nó lên xe trước rồi nè. Hả? Không nằm được hả? Hả? Xe đi kia thông cho quá đi. Dọn đồ, đem đồ lên cho ông xã Châu. Giờ đi giục cái này. Lên xe cái na đòi nằm ông bà cô chú ơi. Giờ đi. Tới chỗ rồi ông bà cô chú ơi. Ôi ôi, Hana đang ngủ nói tới chỗ cái bật ngồi dậy liền nè. Nãy giờ ngủ mà cũng mơ mơ màng màng nha, ngủ cái chút cái giật mình hỏi tới chưa, chút cái giật mình hỏi tới chưa, giờ cái tới rồi cái nói tới là ngồi dậy liền luôn. Quá trời giỏi rồi, quá trời ngoan rồi. Gái của ai mà ngoan dữ vậy trời hả? Gái của ai vậy? Trời, bên này đem cái nón sinh nhật theo hát mừng sinh nhật ba nữa nè, rồi quải cái gì theo quá trời quá đất. Nặng vậy, quải gì theo nặng như vậy? Không nặng hả? Rồi đầu gỗ bùm sùm chân rồi nè. Bữa nay cột đơn giản hai bên thôi, tóc bữa nay hồi hồi hôm gì mới gọi đầu gì trẻ gọi luôn, không ngày dơ quá không có gọi được, bệnh bệnh thấy bệnh bệnh cái không dám gọi giấc tối, mà ban ngày thì thức dậy trễ á không có kịp gọi, gọi cái đầu nửa tiếng đồng hồ gọi với sấy luôn á, để tóc dài. Bữa nay cuối tuần không có xe, xe ít. Uống nước không con? Này đi thăm bà quậy võ phải bị dữ vậy hả? Ship đi. Ship đi. Cầm một cách xa. Cầm một cách xa. Cô nó quên nè, mà cô chú cô nó hỏi là tầng 8 hả? Tầng 8 là lúc trước ở chung với cái phòng 5 người, còn giờ chuyển lên phòng một người là phòng tầng 11 mà cô quên lần trước đi lần mà cô quên này. Bịch khẩu trang nữa. Ồ, hôm nay có mẹ bịch khẩu trang. Hôm nay có mua mang sương sương hả? Ủa, hôm nay mạnh vậy? Na mở cửa ra luôn nè ông bà cô chú. Bữa nay cuối tuần nè không có ai hết trơn nè. Cô đã quên. Cô mới coi lại cô nói đúng rồi nè. Này cũng có người hai người nè. Xin chào. Xin chào. Ai nhờ? Cô đã cao quá. Xin chào phải không xuống. Vô tới rồi cả nhà. Không có ai à.
mình chấp nhận được chứ. Giờ người ta mở cửa mà người ta không biết. Cầm xăm đi ta. Nhờ mở cửa mà cái người kia không biết, qua kêu cái người này tưởng đâu là gia đình hay gì kêu. Xe xa xe vô, hành nha xe vô. Nha xe vô. Xe lý mồ. Ông bà cô chú ơi, lên thì ông xã đang ngủ, ngủ ngon lành, ngủ hả họng luôn nè. Ngủ là cái tay đâu không có mà đụng vô thì cứng lại, kiểu như kìm lại. Còn hồi nãy buông lỏng ra không có kìm, cũng như thả lỏng cơ thể ra ngủ á. Thường thì thức cái ghìm cái tay lại giống như là bị đau á. Gồng người lên ngủ hả miệng luôn nè. Khép miệng lại đi chồng, khép miệng lại. Lại hát sinh nhật, lại hát mừng sinh nhật ba này con. Hát cho ba nghe coi. Dạ. Đi. Thì Hana bu lo cho. Hana. Hân y chúc cho ha. Chào chị cả. Hân đi đâu? Hân cô cả. Hân đi đâu? Chào hát nhớ cú đi ập vào. Chào chị cho cả. Hân đi đâu? Giờ ăn kẹo về. Nó đang ăn kẹo không mà cô chú ăn hết đi rồi lại hát tiếp nha. Nghe giọng gái mà không ngủ, không thức luôn. Ngủ quá trời ngủ rồi. Nhớ bố, ô nâng xin đi đi đi. Nhớ bố. Xin đi đi đi. Ông xã cho ngủ hoài à, ông bà cô chú không thích. Xe nhà cho cả hắn đi ta. Xe nhà cho cả hắn đi ta. Xa là hắn u đeo bà. Xe nhà cho cả hắn đi ta. Ta nhà bố. Nguyên bầu nhung chắc bù. Anh ta. Bù nâng xin nghĩ tên. Xin chúc khám nít ta. Xin chúc khám nít ta. Xa là hát ngủ đi nằm thần. Xin chúc khám nít ta. Nhà bố đi bắt sợ. Luôn chăm ta cho. Nhà bố. Mắm mẹ chạy chất thầy ơi mô. Mô chất tóc à mẹ ta hả chạy chế bố nghiệp. Chế bình kia hẳn là bố tổng xong kia bố chiêu. Chá đặc kia ta thân. Chá đặc kia ta hết hẹn. Hẹn hồi xin hẹn. Hẹn 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 hẹn. Nhà bố ủ đi bắt sợ. Hẹn 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 hẹn. Cho nè giặt sọc hết sơ sọ. Đi bố hẹn 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 đi vào quán nè. Thằng xin đi chặt cú ta. Nhà bố. Đi xin đi bằng ô xích ô xài. Sinh nhật lần này ông xã 55 tuổi. 55 tuổi sinh nhật. 55 tuổi sinh nhật.
nha bố. Bố đi ca kì vô. Thằng xin chặt cô cha sò nha kì một ha này. Hả? Chà cha. Bố đi ca vô. Hả? Bố đi ba vô má. Chào ba nè con. Để chào ba. Không mở mắt luôn mà cô chú ơi. Bữa nay sao kỳ vậy ta? Ơi, ông mà tha bằng là gì sao? Đó là chật chật à. Hát là cả tết là thế là chật. À, nhờ, 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 nhờ. Chào bà đi. Thầy mô niên sao? Anh nhờ, 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 thầy ơ. Xô qua là chị dội em ồ. Thầy mất sách đi đây ạ. Chua. Đây lại đây nè con, lại đây nè. Lại đây kịp lúc luôn nè. Nhờ vô thang máy gì à, ông bà cô chú ơi. Vô nãy giờ được 50 phút. Mà ông xã trong ngủ không à, nhắm mắt không à. Lần này kỹ vậy. Dạ bố ơi, y bông nó mua y sang nghe. Y bông nó mua y sang nghe. Cháu nói với cô, bữa nay ông xã cháu lạ quá à, mấy lúc lên còn nhầm khi, đôi khi nếu mà ngủ thì cũng một hai lần mở mắt, còn hôm nay không có lần nào mở mắt hết trơn á ông bà cô chú. Dạ giờ Na đói bụng bà cô chú ơi, dẫn Na đi xuống dưới đây mua cho Na cái bánh gì Na ăn. Hồi sáng thức dậy rồi cái Na không chịu ăn uống gì rồi cái đi luôn rồi cái thành ra là đói bụng. Hồi nãy có gọt con trái đào đem lên xe để cho Na mà cái Na ngủ rồi không có ăn. Giờ đi xuống đây mua mà mẹ quên đem bắp tiền rồi. Lục ở trong cái bóp này được có 8.000 quên tiền hàng. Quên đem cái thẻ bỏ trên cái giỏ kia. Nè vô đây nè con. Đây con. Này ha. Điểm này ha. Hai mẹ con nè mua xong rồi đi ra xe luôn. Cô Út ra xe trước rồi. Mua cho cô Út ly cà phê nóng. Hana thì một hộp sữa dâu. Hồi nãy tính mua thêm cho Na cái bánh nữa mà không đủ tiền. Thành ra là bỏ lại cái bánh này mua có hộp sữa không à. Bữa nay đi hư không có đem tiền. Đi quẩy cặp theo. Nãy đồ xong hết chưa? Đừng có đạp lên xe cô. Rồi lên xe gần giờ đi về ông bà cô chú ơi. Cô nói bữa nay về cái đi xuống cái chỗ cũng xa xa nhà trong xíu, khoảng xe khoảng 20 phút á, ăn cơm ở đó. Cô có hẹn bạn cô đó. Hà Na uống sữa nè nhé. Dạ hai chị em dâu về tới chỗ quán ăn cơm này. Ở đây là ở gọi là Cacho, là cách nhà chỗ dâu sống là 20 phút đi xe.
Nãy giờ mấy chị em vô ăn cơm xong rồi giờ đi về hay là đi uống nước gì đó cũng không biết nữa. Đi giao ti cà yếu muối mua ma sắc đi uống cà phê. Dạ chạy giờ một chút xíu qua thì tới chỗ này. Ở đây thì vô quán cà phê Chu Cha Trang cà phê. Đi đó không được con nguy hiểm đó, đi xuống đây nè. Ở đây có cái cây này mát quá nè. Hà là nó nói tốt quá, thích quá. Rồi vô đây có nhạc rồi. Rồi phạt trộn lên sốc co không mà cô chú ăn cái gì nhỉ? Mà cô chú ăn cái gì nhỉ? Cái sốc phiền. Dạ bà cô chú ơi, thì chị em cháu uống nước ăn cái đá bào đậu đỏ rồi xong rồi giờ về na nó không chịu về nè. Nó mê ở đây vô nãy giờ nó hí hửng, nó vui, nó chạy nhảy tùm lum hết. Tội nghiệp, lâu lâu đi ra được cái chỗ đẹp cái phái. Cô kêu là ở đây đi hồi đi bộ về, cô về trước không chịu la. Rồi. Ra chào gì vậy? Cái gì kia đi gấp dội đi trước rồi. À cái hoa này hoa gì ở Việt Nam mình cũng có nó nè cả nhà.
Hồi đó Châu còn nhỏ nhỏ ở nhà Châu cũng trồng nè. Tên mà tên gì quên mất rồi. Dạ thì cái video của Châu tới đây Châu cũng xin tạm dừng. Châu xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ. Xin kính chúc cả nhà luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye. Đâu có bùm tấm.